Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Quang Tơi. Ok, video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách mod skin Free Fire nha. Thì lâu rồi mình không làm mod skin, thế nên hôm nay mình quyết định mình làm mod skin cho anh em xem nha. Rồi thì bước 1 thì anh em tải ứng dụng Zachiever về cho mình. Đây, cái ứng dụng này đây anh em nhá. Ứng dụng này tên là giải nén tập tin anh em nhá. Đó. Thì trên sát vào đây có anh em nhá. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ thôn ra vào lại nè. Thì anh em tải Zachiever về, anh em mở lên cho mình. Sau đấy thì đây là giao diện anh em nhá, đây là giao diện đó. Đây anh em sẽ tìm đến mục tải về đây anh em nhá, tải về đó. Ok, loát nha anh em nhá. Ở đây thì mình sẽ có hai cái file, đó chính là file full gói mở rộng và full mod skin. Thì bản mod skin này là bản mod skin mới nhất. Nên anh em yên tâm sử dụng, ok. Rồi thì link tải cái hai cái file này mình sẽ để dưới phần mô tả nhá. Ok, bây giờ ấy thì mình đã cài cái full gói mở rộng rồi, bây giờ mình sẽ cài mod skin nhá. Cách cài thì anh em chỉ ấn vào. Sau đấy anh em ấn xem này, ấn xem nhá anh em nhá. Đây anh em ấn vào này. Anh em có thể thấy từ xem không? Anh em ấn xem này. Bây giờ đây, anh em sẽ ấn giữ cho mình. Ấn dưới cái phần com.dtest.freefireth. Anh em ấn giữ, anh em chọn sao chép. Anh em chọn trên cùng màn hình nhá. Anh em chọn bộ nhớ thiết bị. Anh em chọn Android. Android đây anh em. Đây này. Đấy, anh em có thể thấy Android đây nhá anh em nhá. Đây nhá, đấy Android này. Anh em chọn data cho mình. Ok. Rồi sau đấy thì anh em sẽ ấn vào cái dòng xanh xanh ở dưới này này. Đây. Anh em thấy chưa? Dòng xanh xanh dưới. Anh em click vào. Anh em chọn áp dụng tất cả tệp thay thế. Ok, bây giờ đã thành công. Bây giờ anh em thoát ra vào game cho mình nhá. Ok, và hiện tại là mình đã vào game nhá anh em. Bây giờ mình sẽ review cho anh em nhá. Đó, anh em vào phần tủ đồ này. Ok, bây giờ mình sẽ vào phần tủ đồ nhá. Thì mình xem quả đầu xem nào. Wow, quả đầu này cực kỳ chất luôn anh em nhá. Đó. Wow, quả đầu này cũng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Đó. Đây này anh em. Wow, cái quả đầu này này chất này. Wow, rất ngon luôn anh em ạ, xịt xò con bò luôn. Thôi nhiều người mời quá trời luôn ạ. Nhưng mà họ chơi tỉ chiến mọi người nhớ, họ chơi tỉ chiến mình chơi. Vì để chơi của họ kiểu gì cũng sẽ thua. Thì mình thấy cái trò này này anh em, cái trò này này nó mod in hơn. Thì cái mod in hơn này nó sao? Nó kiểu như là nó bị đối một số cái file đó. Đó, anh em có thể thấy bộ đồ này không ạ? Đây, bộ đồ này. Luôn. Ngon cực kỳ nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Ok nhá, xem quần áo này xem nào. Đây là một bộ này. Ôi dồi ôi, chất vãi nồi luôn. Hình như là mình đang leo cái cặp kính này mà anh em. Bỏ cái cặp kính này ra nhá. Ok này. Cái bộ này nó không mót này anh em. Wow. Ôi dồi ôi, chất vãi luôn anh em nhá. Đấy, chất luôn, chất cực kỳ nhá. Không thể đi đâu vào lâu được. Đấy. Nó phải gọi là chất được cao auto luôn đấy. Đây cái bộ này. Wow. Bộ này là bộ mà M8N hay dùng này anh em. Kỳ là ngon anh em nhá. Ở cái chân nó bị đối rồi. Okay, bây giờ mình sẽ chuyển sang nhân vật nữ. Đó. Thì nói gì thì nói không. Ta không nên phân biệt nhiều nào nữa anh em. Thì không phải. Thì cái bản mod này thì là chất lượng cao. Cái bản mod này nó chất lượng cao. Đây nào. Mình quên mất anh em. Mình quên mất bộ nữ nó chỉ mod cái quần áo này. Không có quần áo mà chúng ta được nhận đấy anh em. Quần áo mà chúng ta được nhận là nó không có mod nha. Quần áo chúng ta nhận là nó không mod. Bộ này xem nào. Ôi dồi ôi, lộ xanh luôn anh em, thấy bộ này cực kỳ đẹp chất đấy. Đây, gái xinh vái luôn này. Này, có một số bộ lũ mà chúng ta nhận đấy nó không được mod. Thì mod nhiều nhất là mod trong quy để quy đổi FF ấy. À, thì cái bộ này nó cũng ngon này. Dạ. Ok nha, bây giờ mình sẽ vào trong thẻ FF cho mọi người xem nhé. Ok này, quả đầu này, chất chất này. Và mắt này. Wow, quỷ dạ xoa đây em. Quỷ dạ xoa này. Đầu quỷ nhá em. Cái quả đầu này là đầu quỷ nhá anh em. Chết luôn nhá. Như là nó bị che mất cái mặt bên phải. Hay là nó bị đối. Đây này, quả đầu của dây. Ok. Đầu nó không mót anh em ạ. Như đây là bộ đồ giúp thì phải.
ซุปไงได้ๆๆโอโตเฟ่ด้วยนะชัดด้วยโอเคจะสร้างฟันสกินสูงนะเยี่ยมนะสกินสูงนะคอสูงเสร็จนะเบอร์บนอาโมดนะอาการสงสัยไงมึงอาการสงสัยคงก็มอดเด้อไงเยี่ยมนะไอ้ที่จะมอดไม่กี่เข่าในทุกอย่าดอเอสกับเอสไปมาถึงขี้ไงเยี่ยมจะมือเบิกชิ้นเอสบีดีไงมือตามในมือสองมือมือสองมือโอ้ยโอ้ยชัดเลยไอ้ยำเราก็สกินทีไงมันจะดูสกินยังไงยำผมก็สกินนะทีไงคือดูสกินมากดิบจะมันอยู่เด้อใช่มันก็สกินถึงชัดชั้นมันใช้สกินนะโอเคทีนี้มันจะเต้นนะจีโซ่เซมนะมันคงไม่ได้จีโซ่เราตั้งให้คงนะโอเคช็อตกูนเนี่ยยำช็อตกูนในมือมันก็หมดบุญนะสปาร์ตนะมันตามตามใบโอ้ยโอ้ยก็กินเฟย์เอาตุ้งเฟย์ยำนะไอ้มือเป็นน้ำเสมออ๋อคือกินจะจดด่วนโอเคจะมีแซ่บ่าวจ้องแค่ฟันหุ่นเวียดเนี่ยที่น้อยจุ้งเนี่ยที่น้อเอาตุ้ฟีเลยเงี้ยแบบแค่บ้านมอสในงอนคือกี่เลยโอเคเจอบ่าวอะไรเงี้ยโอเคมอสเงี้ยเงี้ยเงี้ยผมจะเห็นเหี่ยวอึ้งเนี่ยเงี้ยเหี่ยวอึ้งสูงคือกี่เลยแหลบเนี่ยเงี้ยเนี่ยเลยเหี่ยวอึ้งสูงคือกี่เลยมึงใช้จังติดน้องแล้วก็ขี่เลยด้วยว้าวนี่ตั้งสี่โซ่ถ่ายเงี้ยนี่ตั้งสี่โซ่ถ่ายได้ไงขอสูงดุกในเงี้ยเด้อมึงแก้วที่มันเด็กดึงเอียนเนี่ยเขียนมาเงยเวียดแล้วน้องแก้วดีเลยน้องแก้วใช่ไหมน้องแก้วก็ขี่ดีเงี้ยkéo hơi dài nha, mình chỉ có thể kéo sợi luôn ở tầm xa. Bây giờ mình sẽ vào trong huấn luyện nào nhá, vào trong huấn luyện chơi tí nào đấy. Luôn này nha. Đi nó tăng. Nha, phải đối xíu, phải đối lát hay mới lát.มันลากเลยมันขี้ๆมันมีวินสกินเพื่อมีวินสกินสูงเนาะตั้งจิตสูงแต่ไม่ตั้งเลยมันเจยเนาะจับคัดจับมันเนาะก็จะเหยียบนักสิบอย่างเงี้ยคือ1887này thì có ngày nó sẽ ra mắt nha mọi người nhé. Nên là mọi người nhớ cho mình nhớ chỉ là chuẩn bị tiền, chỉ cần lại gọi là chuẩn bị. Mình hay bắn súng đục nó dài. Đấy nhầm thôi chứ. Đậu xanh. Nó định mót mình luôn ạ. Hay thật sự.Rõ ràng mình thấy ghim vào rồi này nhé. Thế là vẫn biết đấy. Xe này. Đó anh em thấy không? Trong người cũng là mình không cho nó ra đi. Đó. Mình nói mình không phải được rồi đấy. Rồi đây rồi mình. Nó tháo tăng nó xịt. À da nó xấy rồi, nó xấy rồi.Cây này bây giờ mình test luôn nha, xong rồi mình sẽ làm. Cây em ạ, cây. Ok, vào đấy MP cho anh em xem nhé. Thì có cái MP 40 này. Đây này. Rồi em MP này, đóที่มือเป้บนมือมือเป้บนมือที่ปลายมือเป้นี่นะมันใช้ของใช้ดุบบังมือเป้บนมือบิ๊กบังสิทธิ์เนี่ยไงนะ